Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 20, câu 24 đến câu 29. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giê-xu bảo: "Vì đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Quý vị và các bạn thân mến, việc Chúa sống lại là việc vượt quá sức tưởng tượng của con người. Làm sao một người đã chết mà có thể sống lại được? Tô-ma không hiểu, không thấy nên không tin. Và ngày nay, cũng có nhiều người cũng giống như Tô-ma vậy. Thế nhưng, không phải cái gì chúng ta không thấy là nó không có. Khi học sinh đi học, những sự kiện lịch sử xảy ra trong quá khứ, các em nào có thấy? Nhưng các em vẫn tin vì nghe thầy cô kể. Theo tính toán của các nhà thống kê, thì có tới khoảng 80% kiến thức một người có được là nhờ người khác nói cho nghe. Chỉ có 20% kiến thức đến từ việc người đó tự mình khám phá, đụng chạm, nghe và thấy. Thiên Chúa cho con người hơn con vật ở chỗ có lý trí để suy luận. Con vật chỉ tin những gì nó nhìn thấy, nghe và đụng chạm, cho nên kiến thức của nó rất hạn chế. Con người có nhiều kiến thức hơn con vật vì biết dùng lý trí để suy luận mà nhận thức được những gì mình không nhìn thấy. Gió hay dòng điện là những cái chúng ta không thấy, nhưng chúng ta vẫn tin là nó có. Chúng ta tin nó có vì hiệu quả nó gây ra. Chúng ta biết có điện vì nó làm cho cái quạt nó quay, làm cho cái đèn nó sáng. Cũng vậy, việc Chúa Giê-xu phục sinh thì chúng ta không thấy, nhưng chúng ta tin Chúa phục sinh vì thấy hiệu quả của việc này tác động, làm biến đổi nơi các tông đồ và giáo hội. Nếu Chúa không phục sinh thì sức mạnh nào, quyền năng nào làm cho các tông đồ, vốn là những người bình thường, lại thực hiện được muôn ngàn phép lạ nhân danh Chúa Kitô phục sinh? Và làm sao giải thích được sự kiện các tông đồ, vốn là những người ít học, không biết ăn nói, nhát gan và chối thầy, chỉ sau có vài ngày lại trở thành những người ăn nói lưu loát, khôn ngoan không ai địch nổi, và sẵn sàng dùng mạng sống để minh chứng cho Chúa phục sinh? Các tông đồ chính là các chứng nhân chắc chắn nhất cho Chúa phục sinh. Đức tin của chúng ta là đức tin tông truyền, được đón nhận từ các tông đồ, là những người đã tận mắt chứng kiến, nói chuyện, đụng chạm Chúa phục sinh,
và đã được chính Chúa phục sinh biến đổi. Lạy Chúa, Thánh Tô-ma đã thấy và đã tin vào Chúa. Xin cho chúng con, dù không thấy, nhưng vẫn tin vào Chúa, nhờ các chứng nhân của Chúa và giáo hội. Vì đó thật sự là một mối phúc lớn cho chúng con. Amen.